Rồi, xíu tới nữa. Rồi, bên trái, ghế. Rồi, ngồi lại vô giữa ghế nha. Mở mặt nạ ra luôn em trai ơi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu về thông tin cá nhân của mình trước. Chào em trai, mời em trai giới thiệu. Dạ, em tên là Đoàn Mạnh Hiếu. Em hiện đang là giáo viên tiểu học. Em sinh năm 90. Ừ, 30 tuổi rồi ha. Quê mình dạ. Ở đâu Hiếu? Dạ, quê em ở Nghệ An. Nghệ An. Dạ. Rồi mình đang dạy học ở đâu? Dạ, em đang dạy học ở thành phố Hồ Chí Minh. À, quận mấy? Dạ, quận Bình Thạnh. Mình vào thành phố lâu chưa? Dạ, em sinh ra và lớn lên ở thành phố. À, Nghệ An chỉ là quê thôi. Vậy là dạ. Mình sống trong này mình sống với ai? Dạ, sống với ba mẹ. Nhà đông anh chị em không? Dạ, nhà có hai chị. Rồi. À, mời em gái giới thiệu. Dạ, chào chị, chào bạn trai. Em tên là Nguyễn Thị Minh Trang. Em 27 tuổi. Quê ở Thủ Đức. Hiện tại thì em đang là nhân viên văn phòng. Mình đang sống với ba mẹ hả? Dạ, em sống với mẹ, ba em mất. À, sống với mẹ, ba mất. Rồi nhà mình anh đông anh chị em không? Có em với em trai. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Hiếu? Dạ, điểm mạnh của em là nói chuyện rất là hoạt bát. Em rất là thích kiểu như là đá banh, nghe nhạc, thậm chí là hay viết lách. Thích làm thơ, viết thơ này nọ. Ồ, có viết lách nữa. Dạ. Viết được gì đọc bài thơ con cóc nhỏ nhỏ nghe chơi rồi. Dạ. Ơn em hiện hữu nhẹ nhàng, sẻ chia với nắng, dịu dàng sắc hoa. Ngày mai dù có phơi pha, chỉ là một thoáng, đã là thiên thu. Tâm bình mọi sự sẽ bình, tùy duyên tùy nợ giữa nghìn sắc không. Không không có không không, thương tức là nhớ, mà nhớ tức là thương. Dạ rồi. Rồi, rất dễ thương. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là nói về công việc thôi thì em là người có trách nhiệm công việc. Em biết nấu ăn. Điểm yếu của em là em hơi thẳng tính. Nhiều lúc em cũng khó tính, nhiều lúc em cũng hơi làm biếng nè. Khó tính mà có làm biếng nữa nha. Rồi, tình trường thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ, chính thức thì em có một mối tình thôi hồi đi học. Quen cũng khoảng 2 năm. Sau đó thì em cũng có tìm hiểu thêm hai người nhưng mà không đi đến đâu hết. Tới giờ. Lý do tại sao vậy? Cuộc tình nó không đi đến đâu rồi em có tìm chắc hiểu không? Chắc không đủ duyên quá. Em phát hiện là bạn đó vừa tìm hiểu em rồi vừa tìm hiểu thêm một bạn khác trong team em nữa. À, bạn khác mà trong team luôn. Dạ. Ghê, anh nào mà cao thủ dữ vậy trời. Bạn tiếp theo thì cũng mới đây. Một ngày đẹp trời bạn đó nói với em là bạn đó bị bệnh, không biết sống được bao lâu. Trời đất. Cho nên là bạn đó giờ không muốn quen ai, không muốn yêu ai hết. Rồi có đúng bị bệnh không? Em không biết nữa chị. Giờ em giữ khách hàng của em thôi, bán hàng lấy tiền. Cái gì khách hàng? Dạ, anh đó là khách hàng của em. Anh đó là khách hàng của em. À, anh đó là khách hàng. Mua cây nhiều quen. À, bán gì cho ảnh? Thì bán cây cảnh chị. Ảnh vẫn ra mua cây cảnh. Dạ, bình thường, bình thường chị. Nhìn sắc mặt ảnh vẫn khỏe mạnh. Bình thường. À, vậy là hiểu rồi ha. Dạ. Trời ơi, mấy người đây ta sợ chết lên mình mời. Người ta có gần chết, người ta cũng muốn có người bầu bạn đến đoạn cuối cùng cuộc đời. Yeah. Không có ai mà từ chối hết á, từ chối vậy là hiểu rồi nha. Thế còn em, tình trường em sao? Từ trước đến giờ thì em có quen 3 mối tình. 3 mối tình? Dạ, thì mối tình gần đây nhất là cách đây khoảng 3 tháng. Bạn đó là cũng là giáo viên. Ừ. Sau một cái thời gian á, là tìm hiểu nhau á, thì cảm thấy là em xin bạn đó lên Sài Gòn để thuận tiện công việc á. Bạn ở dưới Biên Hòa thì sau khi mà xin xong á thì bạn đó không có lên phút 90 không lên. Dạ đúng rồi. Em có tìm hiểu nguyên nhân không? Có lẽ là chưa tin tưởng em lắm. Rồi dạ. Nếu ra không tin tưởng em thì mắc mớ gì mà chịu tới lúc đó. Thật ra là bạn đó là sống chung với lại một người em gái nữa. Thì ba mẹ bạn đó là mất sớm, thì kèm đó em có lời hứa là tức là năm sau thì em của bạn đó lên thì nó không có vấn đề gì hết. Thì không muốn bỏ lại em gái ở dưới kia. Dạ, em cũng muốn hàn gắn lại á. Thì bạn đó nói là không được nữa. Em lại nói sau đó là một ngày á thì bạn nó lại muốn hàn gắn lại, thì lúc đó là nó trễ quá rồi, cảm xúc nó không còn nữa. Có nghĩa là mình đã cho hết cái lòng mình rồi, là đến cái thời gian đó là mình ngắt cái lòng mình ra rồi. Ta nói nhiều khi cuộc đời nó có những cái nó chỉ trật một nhịp thôi thì nó sẽ đi một hướng khác. Em mong muốn cái mẫu người trong tương lai của em tìm là người như thế nào? Bạn đó kinh tế ổn định, có chiếc cầu tiến, biết chăm lo cho gia đình. Ngoại hình thì em thích mẫu bạn không quá mập, không quá ốm. Cao hơn em là được. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m58. 1m58, em cao bao nhiêu? Dạ, 1m60. 1m60, một xíu à. Còn em thì em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm một người con gái là thứ nhất là có thể là biết nấu ăn. Tại vì cơ bản là em cũng biết nấu ăn.
Thì mình đỡ đần cuộc sống cho nhau thôi. Cũng biết kính trên nhường dưới một tí. Trời. Rồi em là mình đang sống với mẹ với em trai. Dạ đúng. Em trai mình là có gia đình chưa? Dạ, chưa. Em trai bao nhiêu tuổi? Em của em 25 tuổi. Bạn hơi chậm hơn những người cùng tuổi khác đó chị. Bạn ấy có đi học không? Dạ có. Học được tới lớp mấy? Nhưng mà thời gian học mẫu giáo, học cho biết chữ thôi. Có tự một mình ăn uống tắm rửa sinh chị, hoạt được không? Được hết. Em đi làm thì ở nhà em cô em làm mấy việc còn lại hết. À, có nghĩa là nó chỉ hơi chậm một chút xíu thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ không phải là mình không có tự lo cho bản thân dạ, được. Tự lo được. Rồi như vậy thì em và mẹ cũng cực, thì mẹ còn khỏe không? Dạ mẹ còn khỏe. Dạ như bây giờ thì mẹ ra ngoài làm để cho có bạn á. Lúc ba mất xong mẹ buồn lắm. Ba mất bao giờ? Ba mất hồi tháng 5 âm á chị. Ba mới mất đây thôi. Dạ. À, chị chia buồn với em nha, chia buồn với gia đình em nha. Thế bây giờ là cuộc sống gia đình em đã bình ổn lại chưa? Mẹ là làm công việc gì? Hồi trước thì mẹ với ba làm chung là làm mấy cái hàng trang trí đám cưới, chị mất shop á. Giờ ba mất rồi thì không có duy trì nghề được nữa. Nhưng bây giờ thì kinh tế trong gia đình thì là em là người trụ trì chính. Cái ước mơ lớn nhất của em hiện tại là cái gì? Em ơi, em mong kinh tế ổn định, cái thứ nhất. Thứ hai là tìm bạn đồng hành với em. Nhưng mà ví dụ để lấy một người vợ mà có hoàn cảnh nó hơi khó khăn, nó cũng là gánh nặng cho mình, em nghĩ sao? Đối với một người vợ á, thì em là người khác. Có nghĩa là nếu người ta cần cái gì mà mình thương người ta thì mình phải đáp ứng cho người ta. Và ngược lại, thí dụ em cần cái gì thì em mới cưới người đó về. Nhưng mà cung và cầu mình phải chia sẻ và mình phải thông cảm với nhau đúng dạ, không? Đúng trong rồi. Tình yêu phải hy sinh một chút xíu. Dạ đúng rồi. Rồi, cho chị mượn cái hình của em coi nè. Dạ. Rồi cho chị mượn hình em ơi. Kiếm thử coi cổ là ai trong đó. Đây. Có ảnh ở trong á, ba anh lựa một anh. Em nghĩ là bạn này. Tại sao chị vô chọn bạn đó liền? Tại vì bạn, em nhìn mặt bạn này có vẻ như là rất là hoạt bát, lanh lợi. Cầm đi điện thoại coi phải không, chứ chị thấy mấy cô nó giống nhau quá. Chọn ra ai chưa? Em đến đại bạn này. Rồi, bây giờ mình cứ giữ hình đó nha. Mình coi mình chọn đúng không nha các em. Vui vẻ, thoải mái lên. Mặt hơi buồn vậy. Đó. Nhìn thẳng vào camera điện thoại. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Dạ. Em tên là Việt Hùng. Hiện tại là năm 94. Nên năm nay gần 29 rồi. Hà Việt Hùng hả em? Dạ đúng rồi. Quê em ở Hà Nam nhưng mà hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Là gia đình em vẫn còn ngoài Hà Nam hả? Dạ không nha, gia đình em ở Sài Gòn luôn. Gia đình đã chuyển vào Sài Gòn rồi. Em đang làm công việc gì? Dạ hiện tại em đang kinh doanh có hùng vốn với bạn á. Thì kinh doanh đồ điện tử rồi á chị. Kinh doanh đồ điện tử là online hay có cửa hàng không? Dạ, bên em có cửa hàng và cũng kinh doanh online và các trang thương mại điện tử. Coi như hùng vốn với bạn làm đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, ok. Em chia sẻ một xíu đi Hùng, ví dụ như em có những cái điểm mạnh, điểm yếu nè, hoặc là tài lẻ, năng khiếu, sở thích gì đó, cứ chủ động chia sẻ nha, thấy thiếu gì chị sẽ hỏi thêm ha. Dạ vâng. Thì hiện tại em học hỏi nhanh với lại chuyên em làm về kỹ thuật và trước đây có học về lập trình á, nên cái khả năng phân tích em tốt. Rồi ngoài ra cái phần giao tiếp thì nó bị yếu, nhược điểm là như vậy. Cũng hay bị nhát chị. Ủa trước đây là em học cái gì? Dạ em học về lập trình. Phần mềm. Ủa, học lập trình phần mềm rồi hay nhút nhát thôi hả? Kiểu bị hơi hướng nội á. Thôi hướng nội. Em có ca hát thì được không? Em cũng biết nhưng mà em thích nghe nhạc nhưng mà ca hát thì em thấy mình không có hay á chị. Hát không hay nhưng mà miễn hay hát là được rồi. Ví dụ lên gặp cô gái mình chuẩn bị đoạn nào đấy để hát tặng bạn gái kiểu vậy. Đó, dạ. Tự tin mạnh dạn lên. Dạ vâng, em cũng có thể cố gắng. Dạ. Nhưng mà rồi là em trước đây đã từng trải qua mấy mối tình rồi? Dạ khoảng tầm hơi nhiều. Nhiều hả? Cụ thể mối tình nào mà sâu sắc nhất kể cho chị nghe. Yêu bao lâu sao chia tay á, kiểu vậy. Em quen khoảng 8 năm, sâu sắc nhất là 8 năm. Thì
lớp 8 cho đến hết khoảng sinh viên năm 3 thì em chia tay. Lúc đó do về cái vấn đề mà ở rể bên nước ngoài á, với lại em gia đình em thì có nhiều chuyện xảy ra phải chia tay. Còn ngoài Ủa, em nhắc ở rể bên nước ngoài là sao? Là bạn gái em ở nước ngoài hay là sao? dạ đúng rồi, bạn gái em ở nước ngoài. Là lúc quen thì là em qua nước ngoài, phải qua nước ngoài hay sao á? Dạ không, lúc quen thì em ở Việt Nam, xong một bạn nó hè về, bạn nó về chơi với em và đi, xong Ý là sao, cụ thể sao chia tay á? cái bạn muốn mong muốn là em qua bên đó sinh sống và làm việc bên đó luôn. Nên nhưng thì lúc đó gia đình có xảy ra sự cố, nhiều sự cố vậy, nên lúc đó cũng quyết định thôi. Rồi 8 năm rồi cũng lâu á. Rồi sau đó em có tìm hiểu ai khác không? Dạ cũng có chị, thì khoảng tầm 1-2 năm em tìm hiểu. Tức là thường thì cách khoảng 1-2 năm em không có quen ai, xong em cứ tìm hiểu một bạn tiếp. Thì khoảng tầm 4 năm, khi 2016 thì khoảng 2018 em quen tiếp. Rồi khoảng tầm 2019 rồi 2020 gì đó. Dạ. Nói chung là cứ quen nhưng mà sao những người đó lại không hợp với em? Dạ kiểu tính tính cách không phù hợp, với lại em thì em không có theo đạo, còn bạn thì nhiều khi là theo đạo á chị. Rồi cứ phải cuối tuần là đi nhà thờ, rồi phải không có dành nhiều thời gian cho nhau được chị. Rồi, vậy thì em mong muốn tìm một người như thế nào? Dạ cũng không có theo đạo. À, đầu tiên là không có đạo ha. Rồi, tiếp theo em ngoại hình, tính cách, tuổi tác, vùng miền. Vùng miền thì em không phân biệt, tức là tuổi tác thì có thể lớn hơn em hoặc nhỏ hơn em cũng đều được, nhưng mà cái chỉ cần hiểu chuyện là được chị. Cộng Dạ trừ bao không, nhiêu tuổi thì được em? khoảng tầm 33 đổ lại được chị. Dạ. Hơn Còn 3 tuổi rồi. dạ. Còn về Tiếp ngoại hình em. thì đừng có quá mập, ở ý là cái cân cân nặng nó hơi đừng có quá được, đừng quá ấy là. Đừng quá mập. Rồi còn gì nữa? Quê quán, vùng miền, bạn gái này kia sao? Quê quán thì em không không sao, tức là miễn trong Việt Nam là được, tại đi nước ngoài thì cũng được, nhưng mà nghĩ sao phù hợp thôi chị. Tức là em lựa chọn cái nơi ở tốt nhất, ví dụ bạn cái bạn đó muốn mong muốn ở nơi nơi khác cũng được. Dạ Coi như công việc em cũng linh động được mà đúng không? dạ đúng rồi, Có thể quan xa được. dạ Rồi đúng rồi, ok. em cũng có Còn có điểm gì thuê. em không thích ở bạn gái không? Dạ hiện Cô như tại thế nào sẽ không hợp với em á? hay dạ không, hầu như không có, tại trước đó em cũng từng trải qua nhiều mối tình đó chị, thì người bạn hay ghen hay là người bạn như nào đó em cũng đều chịu được hết chị. Rồi ok. Nói chung hôm nay chỉ là cái phần phỏng vấn đầu tiên thôi. Nếu mà có người phù hợp á thì chương trình sẽ báo cho em biết để em sắp xếp tham gia ghi hình ha. Dạ rồi em cảm ơn. Rồi chào em nha. Ở đây thì có ban biên tập của chương trình thôi nên là mình chủ động mình chia sẻ về bản thân này, họ tên tuổi của mình đi này. À nói đi, Nghe nói đi. chị đang hỏi là em giới thiệu về bản thân, họ tên tuổi của em đi. Dạ em sinh năm 91, em đầy đủ họ tên là Quỳnh Thanh Được. Rồi. Được, đang ở À, đâu em ha? quê thì em ở Cần Thơ nhưng mà hiện tại em đang ở làm việc sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh quận 4. Em làm có việc gì? À em làm bên công ty. Công ty xây dựng. Ủa điện thoại của em nó kêu hả? Cái điện thoại em nó cài bên nhóm bên xây dựng á chị, nên người ta báo rồi, không sao chị cứ vô. Làm bên công ty xây dựng là cụ thể là em làm cái gì ở trong đó? À em coi bên công nhân á, em coi bên cho công ty á, em coi công nhân giờ và nhận hàng nữa chị. Là giám sát đó hả? Đúng rồi. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Được. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh hả? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, học hỏi cho công việc. Còn điểm yếu em thì hay quên. Rồi em làm công việc này bao lâu rồi? Em làm được 3 năm mà chị.
3 năm rồi. Thì trước đây thì mình làm công việc gì? Hồi trước giờ là em làm bên công ty gỗ, của người nước ngoài, công ty chơi bên Trung Quốc á chị. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Ngoài cái nấu ăn, học hỏi rồi hay quên ra thì nó còn có tài lẻ hay là hát hò gì được không? Dạ em thì có ít hát lắm chị, thì em chỉ trong công việc thôi, chỉ em hay biết giúp đỡ người khác. Rồi tình trường thì sao này, mấy mối tình rồi? Dạ bình thường thì em có tầm chia tay hơn 4 năm rồi chị ạ. Mối tình kéo dài bao nhiêu lâu, tại sao chia tay em? Dạ 3 năm. Do bên bên là bên gia bên em không phù hợp, em không phù hợp nên em tự động chia tay. Bạn kêu là không phù hợp hả? Đúng rồi, với lại là người ta có công việc riêng của bên gia đình nên người ta không chấp nhận. Giờ em muốn tìm mẫu người như thế nào? Em thì tìm mọi người, đối với em thì nó cũng đơn giản làm gì, không có chỉ biết nấu ăn rồi biết lễ phép với người lớn là ok. Tuổi tác, ngoại hình thì sao? Ngoại hình ưa nhìn là được chị, tầm có em là tại vì em người tầm có 1m6 à. Tuổi tác thì nói chung là bằng em thì có thể nhỏ hơn vài tuổi, hoặc là nếu mà người có lớn hơn em thì tầm 2 tuổi đổ lại. Rồi, ba mẹ em là còn ở Cần Thơ hả? Dạ ba mẹ em còn ở quê gốc quê mở Cần Thơ. Mẹ em thì có anh chị em gì không? Dạ ba à, em là Út à, 2 trai 1 gái, anh hai rồi tới chị ba, em là Út. Rồi với về con Út thì có phải làm dâu không? Dạ cái đó thì chắc không rồi, tại vì em nếu mà em đi về nhà thì nếu mà cái chuyện mà hợp nhau thì nữa sau này tính nữa, thì còn cái việc làm dâu thì chắc không, tại vì em về nhà thì mẹ em giờ ở riêng mà, tại vì hàng nhà em có tới 2 cái nhà không chứ không phải Ok rồi, cảm ơn. Được ha, hôm nay thì phỏng vấn sơ lược thôi, có người phù hợp, có lịch trình phù hợp thì chương trình liên hệ làm nội dung với em kỹ hơn ha. cái. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi ok, cho cảm ơn em ha, chào em. Dạ.